Ông ấy à? Ông đang làm gì đấy? Tôi đang suy nghĩ. Ông nghĩ á? Ôi giời ơi, thế thì phúc đức cho nhà tôi quá. Này, thế ông nghĩ cái gì thế? Tôi đang nghĩ là phải tìm một cái việc gì đó làm cho đỡ buồn bạn. Phải rồi, đàn ông như cái cọc trống ở trong nhà ấy. Bây giờ phải kiếm cái việc gì mà làm. Chứ cứ ăn không ngồi rồi mãi thế này thì chán lắm. Thì ai làm gì? Đấy, tiền bán đất đền bù vẫn còn nguyên trong tủ ấy. Đã động đến hào nào đâu. Ô hay, thì ông này buồn cười nhỉ. Ông có biết không nhá, tiền mua xe cho ông này, rồi mua điện thoại cho thằng Khởi này, hết rồi còn đâu nữa. Trời, thế còn tiền váy bướm, tiền túi sách, tiền giày cao gót để bà đóng người Hà Nội cho nó oai, cho nó oách còn gì nữa. Này, thì ông quên tiền máy giặt, tiền tủ lạnh, tiền lò vi sóng, ông quên à? Thì bà quên cái khoản tiền mà bà chi cho con Tí, con nhà bà Hon bên kia ấy, để nó dạy bà mấy câu tiếng Anh, để bà thank you very much. Với lại merci bố cu bố cậu. Rồi lại còn cái tiền mà để bà làm trắng da, mắt xanh mỏ đỏ. Trời ơi, để không mang tiếng là có hộ khẩu Hà Nội mà lại nhà quê một cục đấy. Mình ơi, em nói thật với mình nhá. Bây giờ mà em là em sợ cái kiểu làm đẹp sành điệu lắm rồi. Cứ tưởng là chát vôi chát ve vào mặt thì nó đẹp. Ai ngờ cái mặt em nó sưng vù lên, nổi mẩn đỏ cứ như là quả Phật thủ ấy. Đúng là chả cái dại nào bằng cái dại nào mà lại tiền mất tật mang nữa mình ạ. Thế bà đã thật sự hãi vãi linh hồn ra chưa? Thật. Cái nhìn cái mặt chả tin. Em thề đấy mình ạ. Em thề với mình nhá. Bây giờ mà có cát vàng vào em cũng không dám nữa đâu mình ạ. Ôi giời ơi, thôi bây giờ thì bố mẹ sinh ra xấu đẹp thế nào mình cũng đành phải chịu. Em mà, em chả dám học đòi cái kiểu đấy nữa đâu. Tốt, cấp trên ấy là có lời khen ngợi bà xã. Mà này, vừa rồi bà xã nói cái gì nhỉ? À, em bảo là mình phải kiếm xem có cái việc gì làm, may ra còn có đồng ra đồng vào. Chứ diễn mãi cái cảnh vợ chồng son rỗi thế này, chán lắm mình ạ. Ô khỉ, tại bà chứ tại ai? Đã bảo lần trước xuất ra một khoản tiền để tôi mua con xe tải thì lại ký bố kiệt sỉ, giờ còn nói. Không, không có xe tải xe tiếc gì cả. Em nói cho mình biết nhá, không bao giờ em chịu xuống đò lần thứ hai đâu. Xuống đò lần thứ hai? Thế nghĩa là thế nào? Mình ơi, bây giờ mà thằng con em nó ra đời nó lại báo tiếng là mồ côi cha thì khổ lắm. Này, phỉ vui cái hồn nhà cô nhá. Tôi đang sống sờ sờ thế này mà bảo mồ côi. Mình có biết tại sao không? Bởi vì cái nghề lái xe ấy, người ta bảo là nguy hiểm lắm, tai nạn bất ngờ lắm, rồi chết bất thình lình ấy mình ạ. Ôi giời ơi, mà lại còn gái ngu nữa chứ. Ôi giời ơi, không bao giờ, lái xe không bao giờ. Ôi gái mú lăng nhăng thì cũng phải tùy từng người chứ lị. Tùy là tùy thế nào? Nhìn cái mặt này á. Ôi giời ơi. Bây giờ phải tính đi, xem là có cái việc gì kiếm ra đồng tiền bắt gạn. Chứ còn lái xe nhá, không. Tính rồi, học rồi, hái ra tiền mà lại dễ như bỡn. Hả? Ông vừa nói cái gì? Nghề độc, hái ra tiền dễ như bỡn á? Chứ sao nữa. Ôi, người ta ấy là phải đi trước đón đầu, chứ cứ lạch bạch đi sau thiên hạ như bà ấy có mà ăn cám nhá. Này, ông là ông chưa nói rõ cái vụ này là thế nào đâu nhá. Cứ từ từ coi sẽ như à? bà ngồi xuống đây. Nhưng mà cứ ngồi đấy. Nhưng mà ông đã bảo cứ ngồi xuống mà lại khổ quá. Thế nhưng mà ông phải ngồi xuống, chờ tôi một phút khắc rõ nhá. Ôi, cái lão này hôm nay làm sao ấy nhỉ? Điên à? Thần kinh. Đầu năm ra mắt mùng ba, cùng ông hành khuyến cũng là hành binh. Bói giờ phải bói cho tinh, xem trường màu sắc chân hình rồi mai. Ông Thu. Giống không? Già dáng chưa? Ôi trời ơi, ông Thu ơi, ông bị
bậy bạ nào. Thầy đang hành nghề, thầy đang làm chuyên môn hiểu không? Làm chuyên môn á? Chuyên môn gì? Cứ chờ đấy, hồi sau khắc rõ nhá. Bơ thảo dân người trần mất thịt kia, hãy nghe thầy phán đây. Xuân long xà thử kỹ không phòng, hạ khuyển chữ dưỡng bị tử vong. Thù mão hổ mã phùng bất tử, đông xuân dầu xíu kết hôn hung. Đôi giò cần bé thắng ngay, luận hồng vàng anh năm nay chắc giàu. Ha nó rồi trụng móng khít khao, đỏ cái chặt chẽ cũng giàu cũng sang. Đỏ mà dám nổi máu tham, là điềm hao cảm tan hoang cửa nhà. Ha 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 ha. Đã thấy giống chưa? Giống gì? Còn giống cái gì nữa? Giống mấy thằng lên đồng thuê ấy. Cái gì? Lên đồng thuê á? Ừ. Ôi giời ơi, giống. Giống lắm. Giống lắm à? chưa hết đâu. Còn đây nữa. Thôi mình ơi, tôi đau đầu lắm. Thế bây giờ mình định làm thế nào? Còn làm thế nào nữa? Tôi với bà sẽ lập văn phòng tư vấn về tâm linh. Tư vấn tâm linh à? Hái ra tiền đấy. Tiền vào như nước sông Đà, mà tiền ra nhỏ giọt như cà phê phi. Chú xem giúp chị với. Bà vừa bảo cái gì đấy? Thì xem giúp chị cái. Ai chị em với nhà bà hả? Ai mày tao chị tớ với nhà bà hả? Chị nói là này chứ không phải mày. Bà đã điếc lòi điếc tí rồi cứ hay lý sự. Tôi nói để bà biết nhá. Tôi là đã được hưởng lộc thánh, cho nên đã thành người nhà trời, chứ không còn là người trần mắt thịt nhá. Mà đã đến cửa này rồi ấy, là một điều thầy, hai điều thầy, và ba là con nhá. À, dạ vâng ạ. À, thế dạ em người trần mắt thịt, có mắt như mù, dạ em chưa biết ạ. Dạ mong thầy giơ cao đánh khẽ thôi ạ. Ừ, cao đánh khẽ. Có mà tiền nhiều thì đoán dễ thì có. À, em hiểu ý thầy rồi. Ôi giời, em quên mất. Đây rồi dạ. Dạ thầy xem giúp em ạ. Dạ. Thôi. Thì cũng nể nha chị, nó đã biết ăn năn sám hối, lần này thầy bỏ qua cho chứ lần sau thầy đuổi thẳng đấy. Dạ vâng ạ, thầy xem giúp em với ạ. Trật tự để thầy xem cho xem nào. Thôi chết rồi. Ai chết hả thầy? Chí nguy. Ai nguy ạ? À đây này, cái ngón cái mà cong nghiêng đâm vào cái hở lụy phiền đến nơi, hiểu không? Dạ, nghĩa là sao hả thầy? Nó như thân thể con người ta ấy, mà bị một cái vật gì nhọn nó như ngón tay nó đâm vào một cái thì nó đau đớn, nó lụy phiền, hiểu không? Dạ, em chưa hiểu ạ. Chưa hiểu ạ? Vâng. Mụ này sao ngu thế nhỉ? Nói tiếng Việt rõ ràng như thế mà lại không hiểu thật à? Thầy giải thích rõ hơn đi ạ. Chịu thôi, nhé. Mang chân gà về cho các cháu nó gặm. Mà đi về thầy khác mà xem nhá. Dạ thưa thầy cố gắng xem giúp ạ. Em cất công lặn lội đến đây, dạ mong thầy cố gắng xem giúp em ạ. Tôi thì là người nhà rời rồi, nói thì cũng chả chấp chị làm gì. Thế nhưng mà chị đã mạo phạm với thánh, tôi chỉ sợ là thánh giận rồi thánh vật. Thế cho nên là phải tạ lỗi với thánh, hiểu không?
đây chỉ là một tờ 100 gọi là cái lễ ra mắt, còn cái lễ hậu tạ thì là phải nhớn hơn một chút, không thì các thánh vật đấy. Dạ em hiểu ý thầy thôi ạ. Dạ vâng. Dạ thưa thầy, em giúp em ạ. Quan phi khẩu thiệt tơi bời mà tay bay vạ gió kêu trời sao đã. Đó. Nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là các quan ngày xưa ấy, người ta hay cưỡi ngựa qua biên giới là phải nộp tô nộp thuế, cho nên thiệt thòi tơi bời ra ấy, nhiều khi ấy là muốn kêu rời mà không kêu được, đánh phải cắn răng chịu đựng thôi nhở. Tức là nhà em phải cắn răng chịu đựng à? Tất nhiên. Tức là nhà em có hạn lớn ạ? Rất lớn là đằng khác ấy. Tôi chết rồi thầy ạ. Thầy xem giúp em như thế nào ạ? Hạn như thế nào ạ? Chung quy lại ấy, là do cái nhà mặt phố của các cụ để lại mà các anh các chị anh chia nó không đều, cho nên tái bay vạ gió rồi. Sao thầy biết ạ? Ôi giời. Đã bảo rồi, thầy là người nhà rời. Nên cái gì thầy cũng biết hết. Thầy là thầy còn biết nhà chị có một cái nốt ruồi son nó nằm ở giữa hai hàng oản bụt của nhà chị. Hai hàng oản bụt là cái gì hả thầy? Oản bụt nó là oản bụt ấy. Tức là oản bụt của em nằm ở đâu ạ? Nhà chị không biết oản bụt của nhà chị nằm ở chỗ nào à? Phí nhỉ? Nó nằm ở đây. Ấy chết. Dạ. Chị không tin chứ gì? Không tin thì chị cứ thử mở ra mà xem. Có đúng là có cái nốt ruồi son nó nằm ở giữa hai hàng oản bụt của nhà. Ấy chết thầy. Dạ thầy. Ai dám lại mở ra chỗ này ạ thầy? Nhà chị cứ vô tư mở ra thoải mái. Thầy là cái gì thầy cũng biết, không? Dạ. Vì thầy ăn lộc thánh mà. Dạ. Mà đặc biệt đấy là thầy chả bao giờ thầy thèm nhìn vào những cái chỗ uế tạp như thế. Thế ạ? Thế nên chị cứ mở ra mà xem nhá. Mở ra mà xem. Dạ. Đúng là thầy ăn lộc thánh có khác. Dạ cái nốt ruồi để mọc từ lúc nào mà con cũng không biết ạ. Đấy. Biết rồi thì chị còn đến đây gặp tôi làm cái gì? Dạ vâng. Thế đã tin thầy chưa? Dạ em tin rồi ạ. Đấy. Đúng là thầy ăn lộc thánh có khác. Mày về chưa? Là phải chăm bẵm lại cho nó cái hàng oản bụt nó mơn man lên một chút thì nó mới có lộc. Dạ vâng ạ. Thế bây giờ con muốn xem gì nữa không? Dạ em xem đủ rồi. Mày quá, thầy không biết chuyện kín giữa mình với lão hàng xóm, biết thì chết. Dạ thưa thầy. Này. Dạ. Nhà chị là về làm sao phải chăm bẵm cho cái đôi oản bụt đi nó phổng phao hơn. Dạ. Nó mơn mởn hơn thì nó mới có lộc biết chưa. Dạ vâng ạ. Thì còn xem cái gì nữa không? Dạ em xem thấy đủ rồi ạ. Đủ rồi thì tạ lễ đi rồi về nhé. Dạ vâng ạ, tạ lễ ạ. Dạ vâng, em xin tạ lễ thầy ạ. Dạ quý hóa quá ạ. Dạ vâng. Này. Dạ. Trông tướng thế này thôi, thế nhưng mà nhà chị nhiều vận hạn lắm. Thế ạ? Sáng tuần ấy là đến đây. Rồi thầy xem thầy tâu mới thánh thì thầy giải hạn cho. Dạ thế ạ. Dạ vâng ạ. Thế sáng tuần em hẹn qua thầy ạ. Dạ vâng ạ, em xin phép thầy ạ. Thế. Dạ vâng, em về thầy ạ. Oản bụt về nhé. Dạ vâng ạ. Đã nói rồi, kiếm tiền dễ lắm mà. Em chờ đây nhá. Dạ vâng. Mình ơi, Mình đây đây. Lại có khách mình ạ. Có khách à? Vâng. Đâu đấy. Cho vào đi lên. Nhanh. Này, không phải là cứ thấy gái trẻ là cuống cả lên thế đâu nhá. Vớ vẩn. Nghe chưa. Ôi giời, làm cái gì thế? Chỉ được cái nghĩ bậy nghĩ bạ là không ai bằng. Người ta đang vào phơi, hiểu không? Vào cái gì? Cho vào đi, nhanh lên. Nhớ đấy. Khẩn trương lên. Em vào đi, thầy đang đợi đấy. Thế ạ? Dạ, con chào thầy ạ.
Ngồi đi. Dạ vâng ạ. À, thế hôm nay không đi hát hả? Sao thầy biết con là ca sĩ ạ? Mắt thánh thì nhìn ai mà chả nhận ra. Thế hôm nay đến đây muốn xem về cái việc gì? Dạ thầy ơi, hôm nay con muốn đến đây là muốn nhờ thầy xem cho con cái đường nhân duyên ý ạ. Đường nhân duyên hả? Vâng. Ờ, thế thì đặt cửa đi. Dạ đây ạ. À, cuối năm nay thôi là cô sẽ tìm được một trung nhân trên cả tuyệt vời đấy. Tôi cứ nhìn cái phong thái của đặt cái tờ 200 nghìn là tôi biết ngay. Thế ý thầy nói là con lại lấy chồng ấy ạ? Chứ không à. Thế không lấy chồng thì chẳng lẽ lấy lợn này. Cô ấy là đã 5-7 lần đò ngang đò dọc rồi. Bây giờ cô đứng dậy xem nào. Đứng dậy á? Ừ. Đứng dậy đi lại vài vòng để thầy xem tướng người của cô bao giờ mới lấy được người trong mộng, hiểu không? Dạ vâng ạ. Ừ. Đi lại xem nào. Đi vòng nữa đi. Thầy nói có sai đâu. Ngồi xuống thầy bảo này. Gớm. Cái chân nó dài như thế, lốp nó căng như thế, mà đặc biệt cái bụng dưới nó xệ như thế thì tốn sai lắm đấy. Thế ý thầy là năm nay con lại kết hôn à? Chứ còn gì nữa. Để thầy khấn thần linh xem sao nào. Đúng rồi, người chồng tương lai của cô ấy trên thế gian này chỉ có một mà lại không có hai đâu nhá. Có một không có hai có nghĩa là độc nhất vô nhị à thầy? Phải rồi, người này ấy là thuộc cung Càn. Cung Càn. Ừ, cung Càn, để thầy xem nào. Cung Càn ấy, số này thuộc kim, người có nghề nghiệp tinh chuyên đủ điều đó. Thế vậy là chồng con là một doanh nhân người nước ngoài mà học ở trường Harvard ra đúng không thầy? Đúng rồi, thằng này học dốt lắm, thi đỗ vào đâu cũng chỉ là vớt thôi. Thế nhưng mà đang số đỏ cho nên chui đâu cũng lọt. Thầy, thầy ơi, không phải là đỗ vớt mà anh ấy học ở cái trường Harvard ở bên nước Mỹ á. Mà cái bằng đấy là giá trị lắm đấy thầy. Để thầy nói cho nó nhanh nhé. Cái trường đại học Harvard nằm trên đỉnh Malaysia, chả là cái đinh gì nhá. Thầy ơi, con nghe nói là chỉ có cái huyện Simacai của Lào Cai thôi, chứ làm gì có cái huyện Simalaikai, cái huyện gì mà thầy vừa bảo nhỉ? Trật tự đi. Đã không biết thì cứ hay đặt lễ đi để thầy đọc lá chầu. Lại đặt lễ à? Đặt chưa? Đây ạ, đã đủ chưa? Để thầy xem nào. À, đúng rồi, nghe thầy phán đây này. Đức lăng quân tương lai của cô ấy là đã từng tu nghiệp tại trường Motomosok của cái đất nước chuyên tổ chức thi đấu bò tót là Angola. Thầy ơi, cái đấu bò tót đấy là của Tây Ban Nha chứ nhỉ? Cô thì đúng là người chằn mắt thịt chả hiểu cái gì cả. Ngày xưa ấy, vâng, là cái món ấy nó thuộc về Tây Ban Nha. Đúng rồi ạ. Chứ mà gần đây ấy nó đã trả lại tên cho em, có nghĩa là trả về cho Angola rồi, hiểu không? Dạ vâng. Thầy, thế nhưng mà thầy ơi, thầy xem cho em xem là chồng tương lai của em xem còn có ưu điểm gì nữa không ạ? Chồng tương lai của cô ấy hơn người lắm. Hơn người ạ? Đây này, con nhìn thấy không? À mà cô người trần mắt thịt không nhìn thấy được. Chỉ có thầy, con rời thì thầy mới nhìn thấy. Vâng ạ, thế đây rồi. Này, số này ấy là trường thọ sống lâu. Khi già con cháu phò quan linh đình, sư tăng tụng kinh phổ độ hồn về Tây Phương. Hiểu không? Ôi trời, sư về Tây Phương ạ? Ôi trời ơi, anh ơi là anh ơi. Hôm qua anh vừa mới ở bên em xong, thế mà hôm nay anh đã đi về nơi chín suối rồi. Trời ơi, thế chẳng nhẽ em, cuối năm em vừa mới lên xe hoa xong, thế mà đã chít khăn tang, chưa kịp đồng vòng hoa chúc gì, đưa chồng em về cõi Tây Phương ở thầy.
Thầy ơi. Thầy xem thế nào như này thì tiệt cho đời hoa của em quá. Hoa mới quét gì ở đây? Mà này, nếu mà thấy thiệt thòi quá ấy mà thì về tranh thủ động phòng hoa trúc hoa tre gì trước đi hả? Thầy ơi, ý thầy hay quá. Chả giấu thì thầy, em cũng đã rồi ạ. Biết ngay, nhìn cái mặt thế này cơ mà. Tôi nói cô đừng buồn. Dạ. Tướng mạo cô thế này mà cô dính vào thằng nào ấy, thằng ấy đứt. Ôi giời, đứt không kịp trăn trối. Ôi giời nhá. Thầy ơi, thầy nói đúng rồi. Thế nhưng mà thầy nói nhỏ nhỏ, thầy giữ bí mật cho con nhá. Thế bây giờ cô muốn tôi đọc tiếp lá trầu không? Ơ thôi, thầy ơi, thôi con xin, con vái, con lạy, con xin ạ. Thế là đủ rồi thầy ạ. Ê khoan. Dạ. Đi đâu mà vội thế, ngồi đi tôi bảo này. Có cô ấy mà, thì chợ vẫn đông. Mà cô đi lấy chồng ấy, chợ vẫn vui nhá. Tôi thì chả giữ cô lại làm gì đâu. Nhưng mà cô quên đặt lễ tạ, sợ rằng là cô ra ngoài kia thánh vật một cái cô chết. Ôi giời ơi thầy ơi, thầy con vừa mới đặt rồi đây ạ. Đặt rồi hả? Vâng đây con đặt rồi ạ, con xin phép thầy con đi về đây ạ. Thế thì lại nhà nhá, đi cẩn thận. Đặt lễ lúc nào mình không biết. Vậy là lại có 6 lít. Tiền ơi, tiền đã về tay, về tay anh thôi. Mình ơi, đưa để em cầm cho. Ê. Cầm cho để mình tập trung vào chuyên môn thì còn gì nữa. Rồi. Tìm thế gì? Này, thế hôm nay kiếm được bao nhiêu? Đấy, tất tần tật chỗ đấy đấy. Đấy là đấy thế nào? Lòi ra đây nhìn em. Đưa đấy. Khiếp. Đây. Đâu? Đấy, ôi buồn. Đây cơ mà. Hết rồi. Nhấc chân lên xem nào. Đây khổ lắm kìa, kìa, kìa. Đừng có mà giấu giếm đấy nhá. Vớ vẩn rồi có tiền rồi sinh bệnh sinh tật ra. Buồn cười thật đi. Chưa gì thì đã ngắt lọc. Đưa thối lại đây một ít thì chiều con đi uống bia hơi. Bia với chặt bỏng. Đây cầm thế thôi. Chỗ này để em cầm cho nhá. Này đây có làm được không? Làm thì làm, ngán gì. Phải công nhận là mình của em giỏi thật đấy. Ra gọi vào đây khẩn trương lên. Em ra gọi vào nhé. Đang vào phơ nhanh lên khẩn trương. Thế xem gì. Đất cát hay là chuyện chồng con thế hả? Dạ thưa thầy, năm nay con thi đại học ạ. Thi đại học hả? Có nghĩa là đến đây để xem đường thi cử chứ gì? Dạ vâng ạ. Để thầy xem cho. Đôi gò bồng đào này, chỉ có nhất. Thưa thầy, thầy nói gì ạ? Chưa thấy đôi gò nào nó để hoành tráng đẹp như thế. Ý thầy là... thi trường gì? Dạ... con thi khối C. C là khối gì nhỉ? Là cái khối mà có 3 môn văn sử địa ấy ạ. À, trời, tưởng gì. Thế để văn năm nay thì dễ lắm. Thầy bảo này, nó có hình dáng của một người phụ nữ này. Thầy còn biết cả đề văn khối C năm nay nữa ạ. gì cái gì thầy chẳng biết. Nhưng mà thầy dặn này, cái nhân vật nữ trong cái tác phẩm ấy lại theo một người đàn ông về nhà nhé, mà về một cái căn lều rất liêu xiêu, rất nghèo. Thế có nghĩa là đề văn khối C năm nay sẽ là tác phẩm vợ nhặt? Đúng rồi. Thế còn cái đề sử năm nay ấy mà thì cực dễ luôn. Ôi thầy ơi, thầy còn biết cả đề sử nữa ạ. Phải biết chứ lị làm thầy cơ mà. Con Nam Mô A Di Đà Phật, mong các thần phù hộ. Thế này nhá, thầy đã xin rồi. Các thần ấy thì bảo là phải kiểm tra lại người ngợm đấy, xem có đầy đủ sức khỏe không thì mới vào đại học được, đúng không? Thầy sẽ kiểm tra người cho. Thầy xem người cháu ấy ạ? Thì chả xem người mày, chẳng nhẽ xem người tao. Ông bé này lạ thật đấy. Người tao xem suốt ngày đấy, còn gì là thú vị nữa. Không việc gì phải ngại cả. Thầy ấy là sẽ xem cho tiền vận này, hậu vận này, đúng không? Còn ngại ngùng cái gì chứ. Vào đây thầy khám cho, thầy cháu, cho. Cháu chắc cháu, gì cháu. Chào cô. Ôi dồi,
Dạ, chào bác ạ. Cô cho tôi hỏi, đây có phải là nhà thầy tư vấn tâm linh phải không ạ? Tư vấn tâm linh? Vâng. Đấy là nói theo cách hoa mỹ thôi, chứ còn thực ra là xem bói bác ạ. Cũng giống như là thợ rèn ý, thì gọi là cán bộ luyện kim. Tôi hiểu rồi ạ. Dạ. Cái đường tình của em nó nét căng thế này cơ mà, điều đấy chứng tỏ là em phải lấy chồng sớm. Mà cái đường học hành của em thì chả thấy đâu với đâu cả. Thôi, đừng có học hành làm gì cho nó mệt, thi cử làm gì cho nó đầu to mắt cận ra em ạ. Về mà lấy chồng đi. Thầy nói thật ạ? Thì bỡn làm cái gì hả? Đây này, có nhìn thấy không? Đấy, chồng em ấy là một người hơn em rất nhiều tuổi. Đấy, nó tầm tuổi anh này mà lại giàu có. Đấy, sướng nhá. Vâng, con đợi ơn thầy ạ. Thì không phải đội ơn. Thôi được rồi. Thế bây giờ là ngửa tay lên thế này để thầy truyền cho một ít công lực vào. Nào, đặt vào đây. Đặt vào đây, thầy truyền công lực cho. Cô cho tôi gặp thầy nhá. Ê chết, trên đấy còn đông người lắm bác ạ. Chưa đến lượt bác đâu. Để tôi lên hỏi ý kiến thầy thế nào nữa nhá. Ông trời ơi! Đây! Ông làm cái trò gì đấy hả? Làm có trò gì đâu, thì bà không nhìn thấy tôi đang truyền công lực cho con bé này. Truyền cái gì hả? Công lực là cái quái gì? Khổ quá, bà đã không biết thì ra ngoài kia để cho tôi làm việc. Làm cái gì thế? Này, hay thật. Tôi nói cho ông biết nhá, truyền gì thì truyền nhá, nó mà ảnh bụng ra thì liệu thuật bổn với tôi, nghe chưa? Khổ quá, cái bà này chả hiểu cái gì cả. Hiểu cái gì? Tôi đang chằn dắt nó để lấy tiền cho bà đấy, còn chằn gì nữa. Chằn dắt, chằn dắt cứ liệu thuật hồn đấy. Ngồi xa nó ra nghe chưa? Ngồi gần thế này lợn ruột nghe chưa? Già rồi còn làm ăn quái gì được nữa mà cứ làm gì điều. Làm gì? Này. Hả? Có khách đấy mình ạ. Ôi trời ơi, khách cứa cái gì? Tôi mệt lắm rồi. Xong cái vụ này tôi còn ra uống bia hơi. Dừng như ý bia mới bật gì? Gì đấy? Cái quả khách này nhá, hơi bị VIP, hơi bị sộp luôn. Thôi mình cố nhá. Cố. VIP lắm à? Thôi được rồi, cho hết cả vào đây. Cho vào nhá. Dạ mời bác vào ạ. Dạ. Dạ mời bác ngồi ạ. Chào thầy ạ. Thế ông đến xem về cái gì nhỉ? Thầy ạ, tôi có đứa con gái, nó bỏ nhà đi mấy hôm nay rồi. Nghe nói thầy cao tay lắm, đến đây nhờ thầy xem cháu nó đang ở đâu. Con gái mà bỏ nhà đi là nguy hiểm lắm đấy. Thế ạ. Thôi được rồi. Ông đặt cửa đi, rồi tôi sẽ xin với các thầy tìm giúp cho nhé. Dạ vâng ạ. Để thầy xem giúp được. Xem nào. Thôi chết rồi. Nhà ông ấy là động màu động mã. Ôi giời, thôi chết. Cho nên các cụ mới xui con gái ông bỏ nhà đi đây này. Ôi thế thì nguy hiểm lắm. Cháu nó đi đâu hả thầy? Đây này, nó đang ở một cái thành phố rất lớn, rất đông vui. Tôi nhìn thấy nó rõ một một đây này. Thầy nói cho là cháu nó đang ở thành phố nào ạ? Nó đang ở... Mà thôi, có lẽ không nên nói thì hơn mình. Tôi hiểu rồi ạ, không có vấn đề gì đâu ạ. Thầy xem giúp cho họ. Thôi được rồi, tôi cũng rất nể ông cho nên tôi mới xem. Nhưng mà trước khi tôi nói là ông phải hết sức bình tĩnh đấy. Con gái ông ấy hiện giờ đang ở một cái động ma, nó đang làm ca ve đấy ông ạ. Úi giời ơi. Ông nói nào? Gì đấy? Tôi đang ở đây, ca ve cái gì? Ê, cô này buồn cười nhỉ. Tôi cứ nói động chạm gì đến cô đâu mà cô. Tôi đang nói con gái ông này này. Đúng, đây chính là con gái tôi. Hóa ra cô này là ông là con. Nó là con gái tôi. Chứ hóa ra các người lừa tôi à? Chính các người mới là lừa đảo nhá. Tôi lừa đảo. Các người lợi dụng cái sự nhẹ dạ cả tin kiếm tiền một cách phi pháp. Đó, tôi sẽ đưa các người ra công an. Ôi trời ơi, ông ơi, còn lại ông. Ông tha cho vợ chồng con chót dại cũng chỉ vì nhàn cư, chả biết cách nào kiếm ra tiền. Mong ông tha cho nhàn vợ chồng con. Cả cô nữa đấy. Cô cùng với chồng cô là lừa đảo. Được rồi, tôi sẽ đưa các người ra pháp luật. Ôi trời ơi, ông ơi. Đi con. Ôi ông ơi. Này, tất cả là tại anh nên mới ra nông nỗi này. Tại cô ấy, cô cứ thúc giục tôi là bắt phải có tiền bằng được cho nên tôi mới thế này. Tại anh thì có. Tại cô ấy. Tại anh. Tại cô ấy. Thôi đi.